lộ cậy. Đầu cơ này. Đầu cơ nghe mát tay. Quá dữ luôn các bạn. À, khá là mạnh luôn các bạn ơi. Động cơ ghê luôn các bạn. Chiếc xe tải nuôi càng này động cơ quá là mạnh mẽ luôn các bạn ơi. Ừ, khá là tuyệt vời. Hello, xin chào tất cả các bạn luôn các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh Phạm Vũ Vlog các bạn. Đã, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ thử những chiếc xe nha các bạn. Hôm nay mình sẽ thử những chiếc xe có động cơ siêu mượt, siêu xịn nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ thử những chiếc xe có động cơ siêu mạnh mẽ luôn nha các bạn. Những chiếc xe này là đều có động cơ cả nha các bạn. Đó, động cơ nghe mát gửi êm tay luôn các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Ồ, xe khá nhiều luôn nha các bạn. Những chiếc xe của chúng ta, những chiếc xe của chúng ta có động cơ, những chiếc xe có động cơ siêu xịn, siêu xịn sò luôn nha các bạn. Là bắt đầu mình sẽ thử những chiếc, từng chiếc, mình sẽ thử từng chiếc có động cơ cho các bạn nghe nha các bạn. Nghe những cái động cơ của nó chạy rất là êm tai, rất là mát tai luôn các bạn ơi. Quá là nhiều các bạn, quá là tuyệt vời luôn các bạn. Đây, đầu tiên các bạn, mình sẽ thử một chiếc xe gỗ nè các bạn. Xe gỗ là có chiếc gỗ phía trên luôn các bạn. Hay không các bạn? Khá là tuyệt vời luôn các bạn. Một chiếc xe gỗ nè. Nghe động cơ thấy là mát tai nha các bạn. Nghe động cơ của chiếc xe gỗ thấy là mát tai nha các bạn. Mình mới vừa buông ra thôi, cái động cơ nãy giờ biết bao lâu mà mình buông ra thôi động cơ. Quá dữ, cái động cơ mạnh mẽ luôn các bạn ơi. Tiếp theo luôn các bạn, cũng là thành viên trong nhóm chữa cháy luôn nha các bạn. Thấy không các bạn? Xe này to nha các bạn, to mấy chiếc kia. Thấy không các bạn? Quá tuyệt vời luôn các bạn. Động cơ cũng siêu mạnh mẽ luôn nha các bạn. Động cơ tuyệt vời luôn. Bắt đầu. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Tiếp theo luôn các bạn. Đây, một chiếc xe bồn chứa nước luôn các bạn ơi. Một chiếc xe bồn chứa nước nha các bạn. Một chiếc xe bồn chứa nước siêu xịn sò, siêu đẹp luôn các bạn. Xe quá đẹp luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ thử động cơ để biết được. Động cơ các bạn nghe thấy chưa? Động cơ quá là im tay luôn. Quá là im tay hơn các bạn. Quá là tuyệt vời. Quá dữ luôn các bạn. Tiếp theo các bạn, đây, một chiếc xe múc cát các bạn. Một chiếc xe múc cát nha các bạn. Các bạn thấy chiếc xe múc cát vậy ra, thấy đi ra vậy ra, cho động cơ dữ lắm các bạn. Thấy này các bạn. Động cơ nghe mát tai luôn nha các bạn. Mình chỉ đẩy nhẹ thôi đó các bạn. Động cơ ghê lắm không? Bắt đầu buông ra chạy luôn. Ghê các bạn. Quá dữ luôn các bạn ơi. Đây các bạn, một chiếc xe đầu kéo nè các bạn. Một chiếc xe đầu kéo nè. Một chiếc xe đầu kéo. Một chiếc xe đầu kéo khá là tuyệt vời, khá là mạnh mẽ. Động cơ nghe là mát rừng luôn. Động cơ nghe là mát tay và êm tay luôn các bạn. Bắt đầu. Quá tuyệt vời. Tiếp theo luôn các bạn. Xe quá dữ. Động cơ nghe quá êm tai và mát tai luôn các bạn. Đó là một chiếc xe. Một chiếc xe cảnh sát luôn các bạn. Một chiếc xe cảnh sát động cơ mát mẻ luôn các bạn. Ghê không các bạn? Quá dữ luôn các bạn. Xe cảnh sát quá tuyệt vời. Tiếp theo các bạn đây, nguyên dàn, quá tuyệt quá. Đây các bạn,
Một chiếc xe thang cứu hộ luôn các bạn. Một chiếc xe thang. Một chiếc xe thang cứu hộ của đồng cơ. Động cơ này. Động cơ nghe mát tay. Quá dữ luôn các bạn. Quá dữ luôn, chạy tốt vào phía bên trong luôn các bạn. Đây các bạn ơi, con đây. Một chiếc xe cứu hộ luôn các bạn, một chiếc xe có cần siêu dài siêu khủng luôn này các bạn. Một chiếc xe có cần siêu dài siêu khủng luôn này các bạn. Động cơ nhà im tay mát tay thì êm dịu luôn các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Ok. Đã đun vào một chiếc xe đầu kéo đun vào trong luôn các bạn. Tiếp tục luôn các bạn. Chúng ta còn khá là nhiều những chiếc xe. Đây, một chiếc xe tải các bạn, một chiếc xe tải mui trần luôn các bạn. Một chiếc xe tải mui trần nha các bạn. Đây thử luôn động cơ nè các bạn, động cơ khá là mạnh luôn các bạn ơi. Động cơ ghê luôn các bạn, chiếc xe tải mui trần này động cơ quá là mạnh mẽ luôn các bạn ơi. Khá là tuyệt vời. Quá dữ luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Thấy tuyệt vời không các bạn? Đây các bạn, một chiếc xe thể thao được địa hình luôn các bạn. Một chiếc xe thể thao được địa hình siêu xịn sò siêu đẹp luôn các bạn ơi. Tuyệt vời không các bạn? Động cơ ghê là mát tay. Quá dữ luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Ghê gớm luôn các bạn. Là mình ra chạy đây. Quá là tuyệt vời luôn các bạn nha. Ở đây các bạn, một chiếc xe chở mảnh thú bạo chúa sơn lâm luôn các bạn nha. Bắt đầu mình sẽ thử động cơ của bé nó các bạn. Động cơ của bé nó khá là mạnh nha các bạn. Động cơ bé khá là mạnh mẽ luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Tiếp theo luôn nè các bạn. Đây. Chiếc xe mới vừa đẩy nhẹ rồi động cơ nè các bạn, nhìn bánh xe lăn nè. Nhìn bánh xe lăn nhìn thấy đã luôn các bạn. Thấy không các bạn? Một chiếc xe cũng chữa cháy luôn nha các bạn. Động cơ ghê gớm mạnh mẽ luôn các bạn. Nè, buông ra luôn nè các bạn. Ghê gớm các bạn ơi. Tiếp theo luôn các bạn. Hai chiếc cần cẩu móc nha các bạn. Hai chiếc cần cẩu móc. Đây, một chiếc cần cẩu móc màu vàng luôn các bạn. Một chiếc cần cẩu móc màu vàng luôn các bạn ơi. Đây mình. Đồng cơ quá dữ luôn các bạn. Đồng cơ quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đã đụng vào đích một chiếc xe khác rồi các bạn ơi. Đây các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây, một chiếc xe bồn, một chiếc xe môi trường nha các bạn. Một chiếc xe môi trường chở rác thải luôn các bạn. Động cơ cũng mạnh nha các bạn. Đã đụng vào đấy các bạn ơi. Đây các bạn. Tiếp theo, một chiếc xe ben. Một chiếc xe ben luôn nha các bạn. Một chiếc xe ben siêu xịn sò siêu đẹp luôn. Động cơ nè các bạn. Động cơ nhìn cũng phê phê luôn nha các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Quá dữ luôn các bạn ơi. Tiếp theo luôn các bạn. Một chiếc xe cần cẩu móc cứu hộ nè các bạn. Quá dữ luôn, kêu rắc luôn các bạn. Động cơ nghe nát tay, im tay luôn các bạn. Quá dữ luôn các bạn. Rồi tiếp theo luôn các bạn.
Đây là một chiếc xe bán tải các bạn, một chiếc xe bán tải, ô tô bán tải vượt địa hình luôn, các bánh siêu to luôn các bạn ơi. Động cơ ghê gớm luôn các bạn. Động cơ quá dữ luôn các bạn. Quá dữ luôn các bạn, nó đung vào nó luôn các bạn ơi. Tiếp theo luôn các bạn. Đây, một chiếc xe thang luôn các bạn. Một chiếc xe thang luôn các bạn. Một chiếc xe thang. Một chiếc xe thang siêu xịn luôn nha các bạn. Chiếc xe thang này nãy mình quên luôn các bạn. Một chiếc xe thang này đã bị hư mình chưa sửa nha các bạn. Rồi, đặt bỏ qua bên này. Đó, còn cuối cùng là các bạn, một chiếc xe container luôn các bạn. Một chiếc xe container bánh nhỏ mà động cơ siêu khủng nha các bạn. Một chiếc xe bánh nhỏ mà siêu khủng, động cơ siêu khủng luôn. Quá dữ luôn các bạn ơi. Rồi, đây các bạn, video mình đến đây cũng kết thúc luôn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo luôn các bạn. Thay 201 like, đăng ký kênh nha các bạn. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn luôn các bạn ơi.